Hello, đồ ca nhập bãi .com chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lấy máy về cho anh em câu. Máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35k nha. Máy hôm nay em bán là chuyên về cho anh em lưu rê lóc nha. Lưu rê và cần lưu rê lóc đấy. Rồi, đầu tiên là một con máy câu. Đầu tiên là một con máy ha, Holiday Spin nha. Holiday Spin con này là chạy tới 4 mặt đạn nè. Hàng này là hàng Malaysia xuất nhập nha, của Shimano. Malaysia xuất nhập nha. Đây. Máy hoạt động đây. Mấy dòng này là dòng mở vào là đánh câu cực kỳ sướng, chuyên cho anh em lưu rê lóc. Xây theo máy 1000, xây thực là 1000, thông số cước của nó là cước số 2 vào được 100 mấy, cước số 3 vào được 65 mấy. Gatio con này là 5.3 nha. Mô bi sóng đôi tay trái phải đây. Ngoại hình máy có bị sơ xước nè, đấy. Có bị sơ xước đây nha. Đấy. Rồi, mô bi sóng này. Mô bi sóng nha, đôi tay trái phải. Máy con này dầu vào mở là câu cực kỳ mượt luôn, 4 vật đạn nha. Tại cá lớn rồi rất là sướng, lưu rê lóc, lưu rê biển, lưu rê mực. Rồi con này mã số 1 này để cho anh em giá là mã số 1. Rồi để cho anh em giá con này là 380k, mã số 1 380k nha. Shimano xây thêm máy 1000, xây thực 1000, chuyên cho anh em lưu rê lóc. Tiếp tục mã số 2 tiếp tục là một con máy Daiwa Thái Lan xuất nhập, một con máy Daiwa Thái Lan xuất nhập nha. Con này mã của máy là 1.500 nè. Con này cái tem nó bị mất rồi nha. Cái tem con này nó bị mất, cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Ngoại hình máy này, ngoại hình máy cũng rất là đẹp. Đây, ngoại hình có sơ xước nhẹ thôi. Đấy. Con này chỉ mất cái tem thôi, còn lại là màu sơn nó còn rất là đẹp. Con này cũng là Daiwa Thái Lan xuất nhập, chạy tới 4 mặt đạn nha. Mô bi sóng, đổ tay trái phải. Con này Gatio là 5.2. Đây, con này Gatio là 5.2 này. Daiwa Thái Lan xuất nhập, ngoại hình đây, cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Rồi con này mã số 2 này để cho anh em giá là mã số 2, xe thêm máy 1.500. Dòng này cũng vào dầu mỡ rồi, rất là êm mượt nha, chạy tới 4 mặt đạn mất. Mô bi sóng đôi tay trái phải. Rồi mã số 2 400k, mã số 1 là 380k nha. Mã số 3 tiếp tục là một con máy câu. Con này là thuộc dòng của thằng, cây này là Shimano, xây thương máy 2000, chạy 3 bạc đạn. Dòng này là đuôi trục nha, đuôi trục. Dòng này đấy, chạy tới 3 bạc đạn này, hàng Shimano. Đây, ngoại hình. Con này có chế độ xả cước nhanh này. Mấy con này có chế độ xả cước nhanh nha. Con này có chế độ xả cước nhanh này. Đây, đuôi trục Japan Shimano. Ngoại hình cối đây, ngoại hình máy là có bị sơ xước. Đây, sơ xước cho nha, nên vệ sinh lại là ok hết, mới tình. Đây, ngoại hình có sơ xước. Rồi con này chạy tới 4 bậc đạn. Dòng này là dòng Biomaster, dòng Biomaster Shimano, xây thương máy 2000, xây thật con này là khoảng 3000 nha. Mô bi sóng đôi tay trái phải, kết hợp cho anh em cũng luôn đi lóc con ngâm. Đây, mã số 3 này, con này là Biomaster nha, dòng đề cao, đuôi chụp có chế độ xả cước nhanh. Rồi con này đi cho anh em giá là mã số 3, con này đi cho anh em giá là 590k. Tiếp tục mã số 4 tiếp tục là một con máy câu Daiwa. Này, con này là dòng, này là dòng cực kỳ bền luôn. Thông số cước của nó là cước số 2 vào được 200 mấy, cước số 3 vào được 150 mấy, cước số 4 vào được 100 mấy. Gatio con này là 5.6 nha. Rồi con này nó chạy đâu, Gatio con này là 5.3 chứ nhầm. Con này nó chạy máy bạc đạn này. Chạy em chút. Shimano Japan. Con này nó chạy khoảng 3 bạc đạn anh này. Này nó chạy 3 bạc đạn, Gatio là 5.3 nha, chuyên cho anh em lưu rê lóc. Rồi, thông số của nó là xây khoảng là mấy ngàn đây. Chạy em chút. Rồi, con này là khoảng là 3.000 nha. Con này là size khoảng 3.000 này, máy cực kỳ đẹp luôn. Đây, máy cực kỳ đẹp luôn nha. Đây qua Japan, đây máy này. Gọi là như chưa, chỉ sơ xước một cái đường sờn nhẹ này thôi, còn lại là mới tinh luôn này. Đấy, còn lại mới tinh nha. Rồi con này mã số 4. Mã số 4 này để cho anh em giá là mã số 4. Siêu phẩm đây qua Japan, cực kỳ mượt luôn. Chuyên cho anh em lưu rê lóc, lưu rê biển. Giá anh này là 590k nha. 590k đây qua Japan. Hàng cực kỳ đẹp luôn, phun cối carbon, thân carbon và tay quay kim loại. Và mấy dòng mà kiểu này nó rất là bền nha. Đây, đấy, mấy dòng VIP của nó này, mã của nó là ST7750 này, size khoảng 3.000 nha. Hàng cực đẹp luôn. Rồi
590k. Tiếp tục mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu tay phải chuyên cho anh em lưu relap nha. Đây, máy ngang tay phải chuyên cho anh em lưu relap này. Đấy, máy cực kỳ mượt luôn nha. Đây, máy cực kỳ mượt luôn này. Anh em quét cái tay này, này em nhìn máy rất chi là mượt. Rồi, lắc này, lắc nhẹ này, máy rất mượt nha. Con lăn ra cước là bằng đồng này. Con này là Daiwa Japan nha, Daiwa Japan, dòng Daiwa đời cao này. Đây, anh em thấy mấy ngang này, con này thiết kế cực kỳ đẹp luôn đấy. Rồi con này giá để cho anh em giá là 800k nha. Con này hầu như chưa sơ xước một điểm nào luôn, hàng đẹp, nước sơn cực đẹp luôn này. Đấy, sơn ánh kim nha, cực đẹp luôn. Thấy quay. Rồi con này giá là 800k. Đây qua Japan, mấy ngàn tay phải chiên cho anh em lưu rê lóc, lưu rê biển. Rồi mã số, con này có đồng hồ đếm số nữa nha, số mấy cho anh em nữa nha. Rồi con này để cho anh em giá là 800k. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cũng tiếp tục là một con máy ngang. Con này là máy ngang tay trái nha. Đây, con này cũng dòng Daiwa này. Daiwa này thiết kế cực kỳ đẹp luôn, cũng y như con đó thôi. Đấy, Daiwa nha. Hàng Daiwa. Con này thì rất là mượt luôn. Đấy, cực kỳ mượt luôn nha. Đây. Đây qua. Con này là cầm cần bên trái, cầm cần tay phải chứ. Tay quay bên tay trái nha. Máy ngang tay trái. Đấy. Rồi con này cũng có đồng hồ đếm số rồi. Mọi thứ hoạt động tốt hết. Đây. Đấy, máy còn rất là mới luôn. Gọi như chưa sơ xước điểm nào luôn nha. Đây qua Japan, cước số 2 vào được 200m nha. Rồi, con này mã số 6 này giá để cho anh em là 1.800k. Mã số 6. 1.800k nha. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một con máy câu chuyên cho anh em lưu relap này. Đây, một con máy câu. Con này làm bằng chất liệu titanium, xay thư máy 600, xay thực là 1000. Dòng này là dòng tournament nha. Đây qua dòng tournament thì anh em biết rồi, tournament là dòng cực kỳ cao cấp của thằng đây qua. Rồi con này có mã code hãng hồi nha, hàng made in Japan. Thông số cước của nó là 1.5 vào được 130m. Cước số 2 vào được 200m và cước số 3 vào được 65m. Con này nó chạy tới 5 bạc đạn. Tournament. Gatio con này là 4.9 nha. Mã số 7. Mã số 7 này để cho anh em giá là 800k nha. 800k mã số 7. Dòng tournament đây qua, xây thêm máy 1000, 600 xây thật là 1000. Anh em nhìn nữa. Nó còn lăn đồ đã cước cực kỳ cao cấp luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 600k. Mã số 7. Tiếp tục mã số 8. Đâu quá. Con này là để 800k nha, em nhầm. Con tournament đó là 800k nha, không phải 600k. Rồi tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một con Daiwa. Daiwa con này là dòng Ranger nha. Con mã số 7 nó là 800k nha, em nhầm. Rồi con này là Daiwa. Con này là xay thêm máy 1500, xay thật là 1500 này, chuyên cho anh em lưu relap nha. Mô bin sóng đôi tay phía phải. Con này là Daiwa Thái Lan xuất nhập. Máy đây, ngoại hình máy này có bị sơ xước đây. Có sơ xước này. Đấy. Vậy thôi. Sơ xước nhẹ. Đây. Mô bin sóng đôi tay phía phải có hai chế độ. Chế độ có tiếng và không có tiếng nha. Rồi, mô bin sóng đôi tay phía phải xay thêm máy 1000, xay thật là 1000, thông số cước của nó này. Chạy một chút. Cước số 2 vào được 100m, cước số 3 vào được 65m nha. Dòng lông cát, dòng này là dòng cực kỳ bền. Cối là bằng đây, cối carbon này, thân là thân carbon này, tay quay kim loại, dòng lông cát, đây qua lông cát cực bền luôn. Gatio con này là bao nhiêu đây? Chạy một chút.
Gatio con này là 5.2 nha, Gatio con này là 5.2, mobi sống đủ tay tay phải, hàng đây qua Thái Lan xuất nhập. Rồi con này để cho anh em giá là 400k nha. Mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một con bà hàng đây. Một con hàng này là hàng thị sĩ nè. Con này hàng thị sĩ nha. Xây theo máy 2000, tem lụa, chạy tới 5 bạc đạn. Con này hàng thị sĩ nè, con này là chạy tới 5 bạc đạn này, anh em nhìn thiết kế này. Con này là dòng đời cao nha, hàng này cực kỳ đẹp luôn này. Giá em này là 1 triệu 2 nha, đây có sơ xước này. Con này là giá là 1 triệu 2, đây có sơ xước này. Con này là hàng của thị sĩ nha, máy thì thôi, đời cao ABS. Máy cao thì cực kỳ mượt rồi. Xây theo máy 2000, thông số cước là cước số 2 vào được 150m, cước số 3 vào được 100m nha. Mobi sống đủ tay tay phải, con này chạy tới 5 bạc đạn. Cái dây cước nó ra nè, đây nó kêu, nó quấn vào máy nó kêu nha. Nó kêu tách tách tách. Chạy 5 bạc đạn. Gatio con này là 5.0, xây theo máy 2000. Xây thật con này là khoảng 2500 nha, chuyên cho anh em lưu relock. Con này giá là 1 triệu 2 nè, hàng của thằng thị sĩ. Mã số 9. Đây, nó là của Metto này. Tôi thì thị sĩ nha. Rồi. Giá là 1.200k. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 10 tiếp tục câu máy câu. Con này là dòng Alex. Mấy con dòng Alex Malaysia xuất nhập thì anh em biết rồi, cực kỳ bền luôn. Đây, ngoại hình máy thì nó có bị xe xước đây nè. Anh em thấy có bị xe xước yếm này không? Đấy, nè. Nè, có bị xe xước đây nha. Alex xây theo máy 2000. Thông số cước của nó là con này chắc cũng khoảng được. Cước số 2 vào được 150m, cước số 2.5 được 125m và cước số 3 vào được 100m nha. Dòng này là dòng Super này. Nó ghi Super Ship này. Dòng này là dòng Super Ship này. Con này là Gatio máy đây. Để em một chút coi Gatio. Xây theo máy 2000, xây thật con này là 3000. Dòng Super Gatio. Gatio con này là 5.4. Gatio này là 5.4 nha, đây máy hoạt động đây, có hai chế độ keo và không keo nha. Đấy, con này thì cực kỳ mượt rồi. Rồi con này để cho dòng này là dòng đời cao ABS, dòng Alex Shimano Malaysia xuất nhập. Con này để cho anh em giá là 800k. Ngoại hình máy thì có bị xe xước dâm dâm đây. Con này 800k nha, lưu riêng thì không cực đỉnh Malaysia. Tiếp tục mã số 11, 800k. Tiếp tục mã số 11, 11 tiếp tục là một con máy câu. Một con máy câu đây qua Sapan. Một con máy câu đây qua Sapan nha. Con này gồm có hai chế độ keo và không keo. Xây theo máy 2000, xây thật con này là khoảng là mấy ngàn. Thông số cước của nó là cước số 4 vào được 100m, cước số 3 được 150m và cước số 2 vào được 200m nha. Con này là xây khoảng 4000, chuyên cho anh em lưu relock. Đấy, cậu ngâm gì cũng được luôn nha. Ngoại hình máy thì rất là đẹp, có sức mộc dâm nhẹ chỗ này thôi. Đây, ngoại hình máy rất là mới nha. Ngoại hình máy rất là mới. Rồi xây theo máy 2500, xây thật là 4000. Gatio, con Gatio con này là, chờ một chút. Rồi Gatio con này là 5.3, 5.3, mobi sống đôi tay trái phải, hàng đây qua Thái Lan, à đây qua Japan nha. Con này là đây qua Japan, xây theo máy 2500, xây thật là 4000. Trong này nó chạy khoảng 3 bạc đạn á, 3-4 bạc đạn á. Rồi mã số 11. Hai chế độ keo và không keo nha. Xây 4.000. Rồi con này để cho anh em giá là 500k. 500k đây qua Japan. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu đời cao nha. Con này là một con máy câu đời cao này của thằng Opic này. Xây theo máy 1000, xây thực 1000, Gatio là 5.3. Thông số cước của nó là, con này nó không ghi thông số cước bây ơi. Con này nó chạy tới 4 bạc đạn nha. Này, ôi tên vàng này, dòng này dòng tên vàng này, dòng đời cao ABS nha. Dòng này đời cao ABS. Đấy. Con này. Đấy. Con này hàng nội địa này, con này anh em đánh vô tư nha, luôn relock này, tay quay anh em nhìn này, rất là khủng luôn.
Đấy, tôi quay rất là khủng luôn nha. Rồi con này để cho anh em giá là, đấy con này hàng nội địa này, đây anh em nhìn con lăn của nó này, hàng cực kỳ chắc chắn luôn anh em, có cái đầu của nó này. Chạy tới Gatio con này là 5.3 này, Gatio 5.3 chạy 4 bạc đạn, xây thêm máy 1.000 sẽ thực là 1.000. Rồi con này để cho anh em giá là 790k, 790k nha, mã số 12, hàng nội địa Nhật, máy cực kỳ êm luôn. Rồi tiếp tục là một con máy Okama nha, 790k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 là một con máy Okuma, trong này là Okuma, dòng Okuma nha. Đấy, hàng Okuma sản xuất nội địa Nhật. Đấy, cực kỳ bền luôn. Dòng Okuma, con này là phun carbon nha, còn mới tinh luôn, chưa xuống nước lần nào luôn. Đấy. Thông số cước của nó là cước số 1 vào được 95 m, Gatio con này là 5.0, chạy con này là 1 bệt bering nha, chạy 1 bạc đạn. Xây thêm máy 1.000, xây thực là 1.000. Đấy. Con này là hàng cực phẩm, chuyên cho anh em câu ISO, câu mực, lua lóc. Rồi con này để cho anh em giá là 900k nha, chưa xuống nước lần nào, còn mới tinh, còn nguyên tem nha. Okuma đây, tem nội địa Nhật này. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 13. 13 này để cho anh em giá là 13 Okuma nha, sản xuất 900k nha. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một con Daiwa, con này là Daiwa China xuất Nhật. Daiwa China xuất Nhật nha, trong này là dòng dùng chất liệu là ABS nè. Xây thêm máy 2.500, xây thật là con này là 4.000, mua bi sống đôi tay trái phải, chuyên cho anh em luôn relock con ngâm. Đây ngồi hình máy đây. Nước sơn nó đây, có bị gượng lên nha. Rồi, con này mã số 14. 14 này để cho anh em giá con này là 14. Daiwa xây thêm máy 4.000. Xây thêm máy 2.500, xây thật là 4.000. Cước số 2 vào được 200 mét, cước số 3 vào được 150 mét, thì cước số 4 nó vào được 100 mét nha. Con này xây thêm máy 2.500 này, xây thật là 4.000. Rồi con này để cho anh em giá là 400k, mã số 14. 14 này giá là 400k nha. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một con máy cao. Con này là hàng đây qua dòng Long Cách School. Dòng này là dòng Long Cách School này, bản này là bản cực hiếm luôn này. Dòng này là bản cực hiếm nha, hàng Made in Japan này. Con này là bản cực hiếm luôn này. Xây thêm máy 2.500, xây thật con này là 4.000 nha. Con này là hàng cực hiếm luôn, dòng Long Cách này nè. Thông số cước của nó, chạy một chút. Cước số 2 vào được 200 mét, cước số 3 được 150 mét và cước số 4 vào được 100 mét nha. Rồi, con này xây thêm máy 2.500, xây thật con này là 4.000, bản cực kỳ hiếm luôn. Đấy, con này có bị sơ xước nhẹ thôi, cực kỳ hiếm của thằng Daiwa nha. Đây Daiwa Long Cát này, cái tay của nó bên trong này. Đấy, bản cực hiếm luôn nha. Mấy con này nó chạy, con này nó chạy tới 4 bạc đạn. Gatio con này là 5.4. Máy đây, máy cực kỳ mượt. Rồi con này mã số 15. Mã số 15 nha, đây qua. Chuyên cho anh em luôn relock công ngâm đồ cũng được, ok lắm. Đó. Con này để cho anh em giá là 600k, mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một con máy Ryobi. Con này là được sản xuất ở Ekoshima chứ. Xây thêm máy 2.000, xây thật là 4.000 nha, mô pin sống đôi tay trái phải, chuyên cho anh em lưu relock. Thông số cước của nó là cước số 2 vào được 230 mét, cước số 3 vào được 170 mét và cước số 4 vào được 120 mét nha. Hàng Made in Japan, sản xuất ở Ekoshima chứ. Đấy. Chuyên cho anh em lưu relock con ngâm. Đây, con này cũng cực kỳ mượt luôn. Con này nó chạy khoảng 3 bạc đạn. Đấy. Gatio của nó, chạy một chút tìm Gatio. Gatio con này là 5.1. Nha, mã số 16. Gatio là 5.1, mua vi sóng đôi tay trái phải. Xây thêm máy 2.500, 2.000, xây thật con này là 4.000. Chuyên cho anh em luôn relock con ngâm. Có hai chế độ keo và không keo nha. Rồi, con này để cho anh em giá là mã số 16. Mã số 16 hàng Ryobi. Rồi, con này để cho anh em giá là 450k.
Tiếp tục mã số 17. 17 là một con máy siêu phẩm. Đấy. Đây. 17. 17 là một con máy đây, một con máy phun kim loại siêu bền nâu đồng cổ đá mới tinh luôn. Thích hợp dịp cho anh em sưu tầm nha. Rồi con này là Gatio, con này là Gatio 4.7 nha. Loại này anh em về em lưu ri là không bao giờ hư luôn, đời đời kiếp kiếp. Anh em nhìn cái tay quay này, tay quay kim loại nha, cối kim loại, thân kim loại luôn. Rồi con này là xây theo máy 1000, xây thực là 1000, cước số 2 vào được 170m, cước số 3 vào được 120m và cước số 4 vào được là 90m nha. Con này nó là bản Anh xuất Nhật nha, con này là thuộc của bản Anh xuất Nhật, dòng Ryobi Span, dòng US này, Ryobi Span, hàng cực mượt luôn. Rồi con này để cho anh em giá là mã số 17, hàng mới tinh luôn nha, chưa một vết xước. Giá em này là 590k, mã số 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một con máy câu, một con máy câu. Con này là Daiwa Japan dòng Ranger, con này là xây theo máy là mã của máy là 2000 nha, xây thật con này cũng 2000 luôn, mô bin sóng đuôi tay trái phải, dòng Ranger Z này, Ranger Z này, máy cực kỳ mới nha, có xước một điểm nhẹ này thôi, đây máy điểm nhẹ này li ti thôi nha, máy cực kỳ mới luôn, mới tinh luôn. Rồi dòng Ranger, thông số cước của nó là cước số 2 vào được 150m, cước số 3 vào được 100m và cước số 4 vào được 70m nha. Xây thêm máy 2000, xây thực là 2000. Chạy con này là chạy tới 4 bậc đạn, Gatio con này là 5.2. Đây qua Thái Lan xuất Nhật. Máy cực bượt, chuyên cho anh em lưu relock. Chuyên lưu relock nha. Rồi con này Thái Lan xuất Nhật, dòng Ranger. Mấy dòng Ranger thì thao đánh thì cực sướng nè. Rồi, mã 13. 13 này để cho anh em giá con này là 13, mã 18. 18 này 500k. Con này 18 500k nha. Tiếp tục là 19. 19 là một con Alex, dòng này thì thôi siêu đẹp luôn. Máy này dính bụi nha, máy này dính bụi nha, con này rất là mới luôn. Con này nó Gatio là 5.2, size thêm máy 3000, size thật con này là 4000. Shimano Alex. Con này là bản Malaysia xuất Nhật. Bản Malaysia xuất Nhật nha, bản đời cao. Hàng cực đẹp luôn, gọi là cực phẩm. Con này lưu rê thì tao hack nước chấm. Máy cực kỳ mượt nha. Đấy, con này để cho anh em giá là 900k. 900k Shimano Alex Malaysia xuất Nhật, 900k nha. Xây thêm máy 3000, xây thật con này là 4000, mô bi sóng đuôi tay trái phải. Cước số 2 vào được 200m, 220m chứ. Cước số 3 vào được 150m và cước số 4 vào được 100m, đây ngồi hình này. Ngoại hình đây con này chỉ có xước sắc nhẹ thôi, với là dính bụi thôi nha. Con này để cho anh em giá là 900k. 900k. Mấy con này chắc đánh bao giờ cho hư trời. Tiếp tục là một con Daiwa. Đấy, con Daiwa dòng này dũng dòng XT700 này. Gatio là tới 5.8 nha. Đấy, dòng này chuyên cho anh em luôn relock này. Máy cực kỳ nhỏ luôn. Rồi, dòng này là dòng Daiwa, size thứ mấy mấy? Máy xây máy bao nhiêu đây? Rồi con này là xây thêm máy 1000, xây thực là 1000, Gatio là 5.8, mô bin sóng đuôi tay trái phải nha. Đây máy này, máy hoạt động này. Rồi mã số 19, Daiwa Japan. Daiwa Japan nha, đây ngựa hình máy mã 19 này. Đấy, Daiwa Japan. Hàng cực kỳ đẹp, xây thêm máy 1000, xây thực là 1000. Rồi con này để cho anh em giá là 500k. 500k Daiwa nha, hàng cực đẹp luôn. 500k Daiwa Japan, hàng cực đẹp. Mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 là một con máy Shimano. Đấy, một con máy Shimano Holiday size 4000 này. Con này là 4000, giá em này là 590k. Anh em chốt nhanh này. Mấy dòng này thì thâu đánh thì siêu đỉnh rồi. Anh em đánh nhiều anh em biết. Holiday Spin size theo máy là 4000, size thật là 4000. Cước số 2 vào được 200m, cước số 4 vào được 150m và cước số 5 vào được 110m nha. Đây. Con này nó chạy khoảng 4 bậc đạn á. Shimano Holiday Malaysia xuất Nhật. Rồi.
Mã số 20. 590k. Ôi đây, mấy con này không, đánh siêu đỉnh luôn. Đây. Tiếp tục mã số 21. Tiếp tục là một con đây, con này cũng chạy bốn mặt đạn này, con này là dòng lông cát bản, con này là bản siêu hiếm đây nè. Hai con hồi nãy nha, hai con là con xe lớn, con xe nhỏ. Con này là xe nhỏ này. Con này là xe thương máy 2000, xe thật con này là khoảng là 2500 nha. Gatio đấy. Xe 2500 nha. Cước số 4 vào được 70 mấy, cước số 3 vào được 100 mấy và cước số 2 vào được 150 mấy nha. Mobil sống đôi tay phía phải đây. Máy có hai chế độ keo và không keo này. Đây, đây qua. Đây qua Thái Lan xuất nhập. Dòng lông cát, máy cực kỳ bền luôn. Đây. Trong vẫn có xíu dầm dầm này em cũng không chỉ cho anh em luôn chị. Bắt cầm cái siêu này làm gì? Đào cầu bữa nó xước cũng có liền. Máy còn đẹp quá mà. Xước dầm nhẹ nè. Rồi, đây qua Thái Lan xuất nhập. Mã số 21. 21 con này để cho anh em giá là 21. 21 con này để cho anh em giá là 430k. Tiếp tục mã số 22. 22 là một con máy câu. Rồi, con này cũng hàng Ryobi. Hàng Ryobi nha. Con này là của thằng nào đây? Rồi, con này cũng của thằng Anh xuất nhập nha. Cái này của thằng Anh xuất nhập này. Cước số 2 vào được 170 mét, cước số 3 vào được 120 mét và cước số 4 được 90 mét nha. Xây thêm máy 1000, xây thật là 1000, máy cực mượt, chuyên cho anh em lưu relock. Con này thì nó có sơ xước này, có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Con này có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Lau chùi ra còn cực kỳ mới. Đấy, con này nè. Này sơ xước dăm dăm nhẹ thôi nha. Rồi, con này để cho anh em giá con này là 400k. Xây thêm máy 1000, xây thật là 1000, phun kim loại. Đó, đúng không? Đúng là phun kim loại nha. Của anh xuất nhập. Giá này là 400k, mã số 22. Con này là Gatio, con này là bao nhiêu đây? Gatio con này là 4.75. Rồi, tiếp tục một con siêu phẩm. Một con siêu phẩm nha, con này là Diomo này. Rồi, một con Diomo nha, con này là siêu phẩm này, con này nó bị dính bụi nha, lau chùi ra là cực kỳ mới. Mấy con Diomo này anh em câu thì thôi cực kỳ sướng rồi. Lưu relock nha, anh em có này em quay cái tay quay cực nhẹ này. Diomo Made in Japan nha. Gatio là 5.2, cước số 4 vào được 100 mét. Rồi con này nó xay cực kỳ nhỏ nha, con này nó xay khoảng là 2000 thôi. Chưa tới 2000 đâu. Thế xay nó cực kỳ nhỏ, dòng này là cực kỳ siêu bền nha. Đấy, con này là dòng Diomo này. Con này thì có cái cối nó mấy con này nó bị dính bụi thôi, vệ sinh lại là mới tinh luôn. Rồi, con này để cho anh em giá là Diomo, chuyên cho anh em lưu relock. Con này là vệ sinh lại là mới tinh, mới long lanh luôn á. Nó bị dính bụi thôi, chứ thời gian vệ sinh lau chùi lại. Rồi, con này để cho anh em mã số 40, 23 chứ. 23 giá con này là 800k. 800k nha, Diomo. Chuyên cho anh em lưu relock nha, giá là 800k. Máy bản này là bản siêu cổ siêu bền nha. Siêu cổ siêu bền, giá là 800k. Mã số 23. Tiếp tục mã số 24. Cũng tiếp tục là một con máy câu. Đây, con máy câu, con này cũng máy cổ nha. Rồi, con này để cho anh em giá là 350k này. Máy cổ xay theo máy là 500 thôi. Máy cổ xay theo máy 500. Đây, ngồi hình máy thì có bị sơ xước đây. Có bị sơ xước dăm dăm đây nha. Có bị sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Có bị sơ xước dăm dăm này. Còn chỗ này nó bị dăm dăm nặng. Trong là dưới bay này nó bị sơ xước nặng này. Đấy. Rồi, con này để cho anh em giá là 350k nha. Xay theo máy 500, xay thật là 500. Phun kim loại. Tay quay là carbon nha. Dòng này là dòng siêu cổ rồi. Con này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập, Korea xuất nhập, 350k, xây theo máy là chưa được 500 nữa, xe máy em khoảng là 200 là cùng.
Gatio là 4.9, Gatio là 4.9 Hàn Quốc xuất nhập. Rồi, 350 cho mã số 24. Tiếp tục mã số 25. Tiếp tục là một con máy cao. Con này là hàng Ryobi. Hàng Ryobi Span dòng lông cáp. Ryobi Span dòng lông cáp nha. Dòng này là full carbon. Gatio là 4.3. Xay thứ máy 700, xay thật con này là 1000, mô bi sống đôi tay trái phải chiên cho anh em câu ISO Lurelock. Rồi con này mã số 25. 25 này máy này. Rất là bược nha. Rồi con này cũng để cho anh em giá con này là 360k, mã số 25, 360k Ryobi Spark. Tiếp tục mã số 20. Đây. Tiếp tục mã số 26. 26 là một con bản hoa vàng, con này là bản hoa vàng này, con này Ryobi, rồi bản đặc biệt của nó. Cối là bằng kim loại nha, cối bằng kim loại, có xe xước châm dâm. Rồi con này thông số cước của nó là cước số 4 vào được 120m, cước số 3 vào được 170m nha. Rồi con này là size thứ mấy 2000, size thật là 3000, hàng Ryobi bản nội địa Nhật, ngoại hình đây, dòng tem vàng này, dòng tem vàng hoa vàng này, hàng cực đẹp luôn nha. Tem vàng hoa vàng thích hợp cho anh em về mua về sưu tầm đồ. Máy thì rất là mượt. Hai chế độ keo và không keo nha. Bật qua chế độ không keo là không có một tiếng động gì nè. Rồi mã số 26. 26 này để cho anh em giá là 26. Con này để cho anh em giá là 500k nha. 26 500k. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một con máy đi qua. 27 tiếp tục là một con máy đi qua. Con này là dòng spin, con này là size thơ máy là 2500, size thật con này là 4000 nha, mô pin sống đủ tay trái phải. Dòng này thì thôi chuyên cho anh em dòng này là chuyên cho anh em lưu re lóc, con ngâm lăn xe đều rất là sướng luôn. Đây. Máy này. Thông số cước của nó là size thơ máy 2500, size thật là 4000. Cước số 2 vào được 200m, cước số 3 vào được 150m và cước số 4 vào được 100m nha. Ngoại hình máy nếu có bị về mấy cắn bị xe xước này, bị cắn bị xe xước về này nha. Đây còn ở dưới này còn rất là mới này, có chỗ này nó bị xước này. Tay quay kim loại, cối kim loại và thân carbon. Rồi con này để cho anh em giá là 400k. Đây qua 400k. Đây qua. Đây qua China xuất Nhật nha. Con này là đây qua China xuất Nhật này. Con này giá là 400k, cái này để em sửa gạt này lại nha. Bật ok hết rồi gửi cho anh em. Rồi 400k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 cũng tiếp tục là một con Daiwa. Con Daiwa này là Daiwa cũng China xuất Nhật nhưng mà Daiwa đời cao này. Đây, Daiwa China xuất Nhật mà đời cao này. Con này nó thiết kế cực kỳ cao cấp này, đấy cực kỳ cao nha. Con này chuyên cho anh em lưu relock, dòng này lưu relock cực kỳ sướng. Xay thêm máy mấy ngàn đây, xay thêm máy 3000, xay thật là 3000, mô bin sống đủ tay trái phải. Đấy, con này chuyên cho anh em lưu relock nha. Dòng đời cao. Xay thêm máy 3000, xay thật là 3000 này. Hàng đây qua China xuất Nhật. Tem đời cao này anh em thấy không? Đây qua này. Rồi con này để cho anh em giá là 600k, mã 28. Tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một con máy cao, con này là dòng đây qua, con này là size thứ mấy 2500, size thật là 4000. Cước số 2 vào được 200m, cước số 3 vào được 150m nha. Mô bin sống đôi tay trái phải, máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi con này để cho anh em giá là rồi, đây qua này, máy cực mượt luôn. Chuyên cho anh em con ngâm lăn xe lưu re lóc. Lưu re biển. Rồi con này để cho anh em giá là 450k. Mã số 21, máy mới tinh luôn, 450k. Mã 29. Tục mã 30. Thêm lên tạm 29 con máy nha. Rồi tiếp tục là dây cước. Bên em có cước full carbon đây.
Nước phun carbon này, phun carbon loại này là chiên cho anh em sân hàng, chiên cho anh em sân hàng nha, làm thẻo. Rồi loại này là 2.5 vào được 200 mét này, 8.0 sức tải và vào được là 21 kg nha, phun carbon 100%, lòng là dòng này anh em làm thẻo cực kỳ sướng luôn. 6.0 là sức tải là 17 kg này. Rồi 7.0 là sức tải là 18 kg này. Rồi anh em nhớ liên hệ em qua số điện thoại là 0794 455 9193, Zalo cũng vậy 0794 455 9193 nha.